Mạng lưới mới gồm 8 hệ thống radar đang được xây dựng trên khắp Na Uy được ca ngợi là phương tiện mở rộng phạm vi giám sát không phận Na Uy và các vùng lân cận. Theo đài Sputnik, cơ quan tài sản quốc phòng Na Uy, NDA, trực thuộc Bộ Quốc phòng nước này mới đây trình bày kế hoạch xây dựng chuỗi radar được thiết kế để nâng cao năng lực vô tuyến điện tử của Na Uy nói riêng và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, nói chung. Hệ thống đầu tiên trong quá trình nâng cấp mạng lưới radar của Na Uy sẽ được xây dựng tại Jarlihagen ở khu đô thị Vingerai phía bắc Oslo và dự kiến hoàn thành trước mùa thu năm 2025. Sườn núi Jarlihagen, một điểm đến của khách du lịch, đã bị đóng cửa trong đông qua để phục vụ quá trình xây dựng. NDA sẽ xây dựng tổng cộng 8 hệ thống radar mới trên khắp đất nước. Các hệ thống radar mới sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Na Uy và trở thành con mắt của NATO ở phía bắc, trưởng dự án Yuva Snip cho biết. Chính phủ Na Uy sẽ đầu tư 720 triệu đô la Mỹ vào 8 hệ thống radar mới trải từ đô thị Vingerai ở phía nam đến thị trấn Vado ở phía bắc. Không quân Na Uy được giao nhiệm vụ vận hành mạng lưới radar này. 5 hệ thống radar sẽ được thiết lập ở các địa điểm mới, trong khi 3 trạm radar hiện có khác cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng Na Uy nhấn mạnh, cùng với việc sử dụng máy bay chiến đấu và phòng không trên mặt đất, mạng lưới radar mới bảo vệ không phận của Na Uy và tăng cường quyền tự do hành động của các lực lượng quân sự. Máy bay, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành một phần quan trọng của chiến tranh hiện đại. Do đó, điều quan trọng nhất là phải có các hệ thống giám sát những phương tiện này, không chỉ cho chúng ta mà còn cho các đồng minh NATO. Những radar mới này sẽ cải thiện đáng kể phạm vi giám sát của chúng ta, Bộ trưởng Quốc phòng Bjorn Ragnarsson cho biết trong một tuyên bố trước đó. Tháng 11 năm 2022, Cơ quan Vật liệu Quốc phòng Na Uy, NDMA, đã ký hợp đồng cung cấp 8 radar giám sát không phận với nhà thầu Lockheed Martin. Theo hợp đồng, 3 trung tâm bảo trì kỹ thuật khu vực sẽ được thành lập để theo dõi tình trạng của các hệ thống. Việc cung cấp các radar sẽ được hoàn thành trước năm 2030. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.